Nay chúng ta sẽ tô quả na này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô lá cây màu xanh đậm trước. Phần này mình sẽ tô màu xám. Đây mình sẽ tô màu xanh. Mình sẽ tô màu xanh này. Mình sẽ tô xanh đậm bên trên và xanh nhạt bên dưới. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.